Mình nói xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Xeo Hoành Vlog của mình. Hôm nay mình sẽ vào bếp nấu mì Hoành Thánh. Đây, tô mì của mình vừa nấu xong đây các bạn. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Sợi mì thì mềm, dai mà không có bị bở. Hương vị của nước dùng thật là đậm đà từ xương tủy. Thật là hấp dẫn. Nếu các bạn xem clip thấy hay thì hãy cho mình một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ. Mình rất cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn sức khỏe, hạnh phúc cùng gia đình. Trước khi bắt tay vào thực hiện thì mình mời các bạn tham khảo những nguyên liệu cần có và liều lượng cụ thể. Vì cái món này cái nguyên liệu nó hơi bị nhiều nên mình sẽ cố gắng chia ra thành từng phần nhỏ để các bạn có thể tham khảo nhé. Còn đây là cái phần rau củ và mì. Còn đây là phần gia vị mình dùng để nêm nha các bạn. Cái phần xương thì mình cũng đã sơ chế và rửa sạch rồi. Ở đây mình chọn cái xương ở ống tỉ nha các bạn. Vì cái món này thì mình cần cái thời gian hầm nó lâu hơn là xương sống lưng hay xương sườn. Nhưng mà khi mình hầm mà xương ống tỉ thì cái màu nước lèo của mình nó sẽ trong và ngọt hơn. Còn ở cái phần không mực thì mình sẽ đem đi nướng nha các bạn. Củ hành tây thì mình đã chẻ đôi ra nha các bạn. Cái phần củ cải thì mình sẽ bào hết cái phần vỏ và sau đó mình sẽ cắt ra thành từng miếng to. Nếu mà củ cải nó nhỏ quá thì mình chẻ đôi ra nha các bạn. Các bạn đừng có chẻ nhỏ quá vì khi mình chẻ nhỏ quá mình nấu nó lâu thì cái phần củ cải của mình nó sẽ nát ra. Cái khu mực này nó cũng rất là quan trọng để tăng thêm cái độ ngọt của nước lèo của mình. Bây giờ thì mình sẽ xé khu mực ra. Bây giờ mình sẽ cho cái phần khu mực này vào những túi lọc. Tiếp theo thì mình sẽ cho cái phần tôm khô này vào luôn. Bây giờ mình sẽ đi cắt cái phần của cái muối này ra nha các bạn. Mà khi mà mua về các bạn nhớ ngâm rửa cho thật là sạch nha. Vì cái lượng muối trong củ cải nó rất là nhiều. Đồng thời một số người người ta còn ướp thêm cái màu và vàng cho đẹp. Nếu mà mình đến cứ không rửa thật là sạch khi mà ngâm thì nó có thể ảnh hưởng đến cái hương vị và vị mặn của cái nồi nước lèo của mình nha các bạn. Cái phần củ hành tím thì chúng ta sẽ cắt thành từng lát để chút nữa mình nó sẽ phi thơm lên nha các bạn. Phần hành lá thì mình sẽ đập dập cái phần ở gốc hành lá. Sau khi mình nó đập dập cái phần củ rồi thì mình sẽ cắt nhuyễn nha các bạn. Cái phần hành lá này thì mình đã cắt nhuyễn ra nha các bạn. Phần hẹ thì mình sẽ cắt khúc ra như vậy nha các bạn. Chanh thì mình sẽ cắt ra từng miếng. Đồng thời thì mình cũng cho cắt ớt ra luôn. Đợi chút xíu mình ấy ăn kèm với mì. Bây giờ mình sẽ đi ướp cái phần thịt xay này. Mình cho vào đây là một chút xíu hành á gốc băm. Các bạn cũng có thể dùng hành tím băm cũng được. Mình cho tiếp vào đây là 2 muỗng cà phê hạt nêm. Một muỗng cà phê đường. Nửa muỗng cà phê tiêu. Tiếp tục mình cho vào đây 2 muỗng cà phê dầu mè và mình sẽ trộn đều với cái phần thịt này lên. Mình nó ướp sơn như vậy thì cái phần thịt của mình nó sẽ thơm và đậm đà hơn nha các bạn. Và như vậy thì mình cũng đã hoàn thành
sơ chế toàn bộ các nguyên liệu rồi. Bây giờ đến công đoạn mình nấu nước lèo. Mình cho vào đây là 3 lít rưỡi nước. Tiếp theo thì mình sẽ cho xương ống vào. Mình cho xương ống vào lúc nước còn đang nguội. Mình cho vào đây nửa muỗng canh muối. Mình cho vào đây 1,5 muỗng canh đường phèn. Cái phần đường phèn này nó sẽ làm cho nồi nước dùng của mình nó có vị ngọt thanh nha các bạn. Và bây giờ mình cũng vẫn để lửa lớn luôn nha các bạn, để cho nước của mình nó mau sôi. Khi mà nước đã sôi rồi đó, thì mình cho vặn lửa vừa lại, rồi mình vớt bọt nó cho thật là sạch nha các bạn. Mình nấu từ nãy giờ cũng 20-30 phút rồi, thì bây giờ mình sẽ cho những nguyên liệu vào mình hầm chung với xương luôn. Bây giờ mình sẽ cho cái túi lọc vào trước. Và bây giờ mình sẽ cho tiếp củ cải muối vào nha các bạn. Củ hành tây mình cũng cho vào luôn. Và mình cho tiếp củ cải trắng vào luôn. Mình vẫn để lửa lớn cho nước nó sôi lên nha các bạn. Khi nước nó đã sôi rồi thì mình dặn lửa nhỏ lại. Và mình hầm cho cái phần xương này nó ra nước ngọt. Trong khi hầm thì mình phải canh mình ấy vớt bọt để cho cái nồi nước dùng của mình nó trong nha các bạn. Mình chuẩn bị một cái chảo, mình sẽ phi cái phần hành này cho nó vàng. Hành tím mình phi nó cũng đã chín vàng rồi. Bây giờ mình sẽ vớt hành tím ra và mình xào thịt. Cái chảo mà hồi nãy mình phi hành á, bây giờ mình chừa trong đây chút xíu dầu và chút xíu hành tím, mình bỏ thịt vô mình xào luôn. Mình xào thịt lên cho thịt nó săn lại. Khi mình xào á thì mình cho vô đây một cái chút xíu nước để cho thịt mình nó chín mềm luôn. Rồi thịt mình xào như vậy cũng đã được rồi. Và mình cho tắt bếp luôn. Nồi nước dùng của mình hầm từ nãy giờ cũng đã 1 tiếng rồi. Bây giờ mình sẽ cho vớt cái phần ở củ hành tây ra. Mình cho lấy cái túi lọc ra luôn. Phần nước lèo mình hầm xương từ nãy giờ nó cũng đã cạn rồi. Thì bây giờ mình sẽ châm thêm vào cái phần nước lèo của mình. Tiếp theo là mình cho vớt cái phần đó củ cải muối ra luôn nha các bạn. Và mình cũng cho vớt cái phần củ cải trắng này ra luôn nha các bạn. Bây giờ cái nồi nước lèo của mình nó rất là thơm. Thơm lắm các bạn ơi. Cái phần xương thì nó cũng đã mềm và nó bong ra luôn rồi các bạn ơi. Nước lèo thì thật là trong và ngon lắm luôn á. Bây giờ mình sẽ nêm vào nồi nước dùng của mình. Với 3 lít rưỡi nước mình sẽ nêm vào đây là nửa muỗng canh muối, 1 muỗng canh đường phèn, 1 muỗng canh hạt nêm và nửa muỗng canh bột ngọt. Nếu các bạn không ăn bột ngọt thì các bạn khỏi cho vào, vì mình theo nêm theo khẩu vị của gia đình mình nha. Bây giờ mình đi trộn mì, mình chuẩn bị
cái nồi nước và mình đợi cho nước nó sôi lên. Nước nó cũng đã sôi rồi thì trước khi trụng mì thì mình có chuẩn bị một thau nước đá lạnh. Sợi mì mình trụng từ nãy giờ nó cũng đã mềm ra rồi, bây giờ mình nó sẽ vớt mì ra. Đây mình có chuẩn bị một thau nước đá, bây giờ mình sẽ bỏ mì vô. Cái sợi mì của mình nó sẽ bị sốc nhiệt làm cho sợi mì của mình nó sẽ săn lại ra và mình để ráo. Cái phần mì lúc nãy mình đã vớt ra rồi, bây giờ mình sẽ đem đi mình trụng lại nước nóng một lần nữa cho sợi mì của mình nó nóng lại và mình cho ra tô. Lúc nãy mình vớt ra, bây giờ mình sẽ bỏ vô đây một chút hành phi và mình trộn lên cho cái sợi mì của mình nó đừng có dính nha các bạn. Sợi mì của mình nhìn nó rất là dai, nhìn nó rất là ngon. Và bây giờ mình sẽ bỏ vào tô mì của mình vài miếng thịt đến xá xíu. À, mình cho vào đây một muỗng thịt bằm nữa. Rồi mình sẽ cho vào đây vài cọng hẹ và một ít giá lên trên. Thêm đây vài lát ớt nha các bạn. Và vài cục tóp mỡ nữa các bạn ơi. Còn bạn nào không thích béo thì mình nên khỏi bỏ cái phần tóp mỡ này nha. Mình cho vào đây là vài cục bình thánh nữa nha các bạn. Bây giờ mình sẽ chan cái phần nước lèo nóng hổi này vào tô mì của mình nha các bạn. Và mình cho vào đây một chút xíu hành và tiêu. Bây giờ tô mì ở Hoành Thánh của mình nó rất là hấp dẫn nha các bạn. Như vậy là tô mì Hoành Thánh xá xíu của mình cũng đã hoàn thành rồi các bạn ơi. Nhìn đến miếng xá xíu của mình nó rất là ngon. Còn nước dùng của mình thì nó thật là đậm đà. Sợi mì thì dai mà không bị bỏ nha các bạn. Tô mì thì nóng hổi, vừa thổi vừa ăn luôn. Nếu các bạn xem video thấy hay và hữu ích thì hãy cho mình một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn sức khỏe, hạnh phúc cùng gia đình nha.